Hello, xin chào mọi người nhé. Mình là Sơn đây. Và hôm nay một buổi sáng thứ 6 rất là hay, thú vị. Đó là ngày hôm qua thì thức đến tận 2-3 giờ đêm để đi làm cái thẻ căn cước ở trên ủy ban. Nên là sáng nay dậy sớm, 4 rưỡi đã dậy rồi nhưng mà vẫn không thấy mệt. Bởi vì có một cái điều rất là vui này muốn chia sẻ với mọi người. Đó là cái Facebook của mình thì là... không biết là mình do là vi phạm chính sách gì của Facebook thì cái này chưa tìm hiểu ra. Nhưng mà bị Facebook họ khóa mất lại. Cái Facebook này của mình thì mình chơi từ năm 2011 đến giờ được những chục năm rồi. Nên là khi mà mất thì mình cảm thấy rất là nguy hiểm, rất sợ. Mất thì mình đáng tiếc. Nhưng mà tự nhiên sáng nay dậy, nó mọ dậy thì lại mở được lại Facebook. Tự nhiên Facebook họ mở lại cho mình. Rất là vui. Nên là ngồi hôm nay chia sẻ với mọi người cái niềm vui rất là tuyệt vời đấy. Nên là tiện thì cũng quay lại cho mọi người xem cái khoảnh khắc này. Đặc biệt là tí nữa mình sẽ đi xuống xưởng mình quay để xem hôm nay mấy ông thợ ông làm gì. Để xem ăn mừng cái Facebook để làm cái video đầu tiên đăng lên cái Facebook mới này. Anh em chú ý đón xem là tí nữa xem ông thợ mấy ông này ông làm gì hôm nay nhá. Ui à, chạy lên trên xưởng rất là sớm nhưng mà chẳng có ai ở trên này cả mọi người ạ. Mấy anh em vẫn chưa đến để làm nên mình không biết mới chạy xuống xưởng mọi người ạ, nhưng mà lại chưa thấy ai cả, chưa thấy ai vào nên mà bây giờ lại có một cái vời việc mới để đi làm cái máy cày hôm nọ quay ở trong cái ao ấy mọi người, đi bốc cái băng để làm cái bàn cá ba. Đi máy cày này lâu lâu đi máy cày này vui lắm. Thì cái này làm kệ tivi mà đâu làm băng à? Kệ tivi mà nó 40. 40 à? Hôm qua còn cãi nhau óm lên. Khách lấy chung bộ. Thì hai ông đều bán bộ ấy. À mà một bộ lỗi, một bộ không lỗi. Thì hai ông à, ông nào thích lấy bộ ngon để bán. là hai bên đối tác. Vâng, bố cháu với cả chú Dũng này xong rồi. Đóng qua nhậu biết không nhỉ? Mấy cái bột kia, chè kia. Mình chắc để. À hôm nay làm ở dưới đây, thảo nào ở trên kia không thấy đâu cả. Đấy, có tấm này mới đẹp không? Đấy, tấm mỏ tím ngắt. Mà mình nghe cái mùi sơn đấy là khiếp rồi. Nghe mùi sơn đấy là choáng lắm rồi. Nhiều gỗ xe cổ nó chạy ngoài đường rầm rầm thôi mọi người. Đấy. Chào giám đốc. Nghe cái mùi này là thấy phê phê rồi đấy. Đây, chỗ này ra là cái bộ bàn tròn. Cái này là cây gõ hả chú Thuần? Hả? Cây gõ này vân đẹp đấy chứ nhờ. Hôm nọ giờ mình nhìn thấy nên nhìn cái cây gõ này. Vân đẹp phết đấy. Chỗ này này vân được mà đấy chứ. Vân này cũng được. Cái này dài thế, cái này. Này dài chắc 5 mét à. Bộ này khủng. Nó có nào à, có mỗi hai. Đây đồ của mấy đại ca. Hôm qua uống lúc sau uống nhiều vậy à? Làm thêm 3 ly nữa. Ly to ấy à? Chưa chắc đã không trước rồi nè. Không xong được. Giao hai bên rồi. Chứ nên mà tiền đấy, nhưng mà nên mà tiền khoảng 3 rồi. Bên này đội quân bên này máu chiến lắm. Bên này làm nó gắt thời gian luôn này. Làm khô máu. Làm nhanh để lấy tiền.
đơn hàng đang đi đây này. Bên này là đội khát máu mà. Đây có một cái đơn hàng chuẩn bị đi rồi đây. Nhiều người. Tuy nhiên những cái nào mà làm ra rồi gần như là đi hết. Thêm mặt tiền là gần như là đi hết. Dưới này còn mấy cái. Rồi, đục để đấy. Nào tiền hay để đấy. Quay vào đầu tiền hết. Hít cái này vào bị ho hắc lắm, nhưng cố gắng quay cho mọi người xem tí cho vui. Còn rất đau không? Còn mấy đấm là còn có vui mấy tấm rồi chứ mà. Một cái này nhiều cũng kia mấy tấm nhỏ nhỏ kia nữa kìa. Có bán khô mình ạ. Không bán khô nhưng mà mấy ngân hàng chỉ bố rồi mà đồng ạ. Cây này chỉ bố rồi. Bán ạ. Chỉ bố rồi. Mà sao thấy nó ít bố thế nhỉ? Cái này ít bố có 3 đống đúng không ạ? Một đống cũng dài 4 mét. Để đi lấy nốt kết băng nữa về làm mai mốt lên hình rồi hoàn thiện cái bộ ở đấy rồi bắt đầu chụp hình cho mọi người xem, quay video cho mọi người xem. Mọi người nhớ theo dõi và follow Sơn để tiếp tục nhận được những video tuyệt vời nhá. Ngẫu hứng làm những cái video đơn giản để xem cuộc sống hàng ngày bình dị đơn giản như thế, xem có điều gì thú vị. Khá là điều thú vị đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng nó phải cao sang, nó phải khó khăn, nó phải phức tạp, nhưng thực ra làm những cái điều đơn giản thì mình lại thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.